Cho chư thiên chư tiên và long thần tám bồ rồi bây giờ lên phùng vì hết thảy quốc chúa của loài người mà lại Phật để trả ơn ý nguyện này cũng làm đối với cha mẹ và dân chúng tại sao phải như vậy? Vì lẽ nếu không có quốc chúa thì dân chúng không có chỗ nương tựa. Nhờ có quốc chúa mà dân chúng sinh tồn đi làm đi trên đất quốc chúa. Uống là uống nữa quốc chúa lại còn nhiều ít lời khác không thể nói hết. Đại chúng hãy phát tâm trả ơn của họ. Trong kinh có dạy như sau: nếu ai chỉ chịu khổ suốt cả sáu buổi của một ngày đêm nhưng vì muốn ít lời tất cả mà phùng bao ân đức thì người đó nên lập chí nguyện thực tập từ bi và vẫn dùng chí nguyện này để nghĩ cách bao ân che chở của quốc chúa. Ơn hiền cung của thế chủ, ơn dưỡng dục của cha mẹ, ơn giáo huấn của sư trưởng, ơn tu độ của Như Lai. Nếu chân thành nghĩ cách bao ơn như vậy một cách liên tục thì kẻ đó mau chóng đặt đạo. Hôm nay tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này. Phải biết Phật mà huấn dụ ân cần như vậy là muốn chúng ta biết ơn và trả ơn. Chúng ta ngày nay đã hưởng nhờ được cái ơn quốc chúa làm rạng rỡ Phật đạo trong thời kỳ mạt pháp. Hiện cùng tất cả mà không tiếc nuối một bảo vật nào huy động cả nước quy y tam bảo lại làm cho người xuất gia an tâm hành đạo hết thảy cử động không bị cản trở, không buộc tham dự một công việc nào mà chỉ khuyến khích nỗ lực tu hành với ý nguyện duy nhất là mong chúng ta sớm thoát sinh tử hoằng dương chánh pháp vô thượng để khai mở đường dành cho trời người. Quân chúa có ân đức đến như vậy, chúng ta hà không lạy Phật mà kính trả. Nên đại chúng hãy cùng nhau đồng một
thiết. Phùng vì quốc chúa mà quy y và kính lạy các đấng đại từ bi phụ của cả thế gian. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Di Lặc. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Thích Ca Mâu. Kính lạy Đức Phật danh hiệu A Dầu Ma Lại Sanh. Kính lạy Kính lạy Đức Phật danh hiệu con mắt tinh anh. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu tâm ý sạch nề sẽ. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu ai đức vọng nề mặt. Kính lạy Đức Phật danh Kính lạy Đức Phật danh hiệu mặt trời chiếu sáng. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu Vi Nghi Đàng Hoàng. Kính lạy Đức Phật danh hiệu
Kính lạy Đức Phật à, danh hiệu mặt trời chú toàn. Kính lạy Đức Phật danh hiệu tam bảo đem năng lực
mà đồng gia nghiệp thọ làm cho quốc chúa khỏe mạnh uy tín phước quốc gia bền chắc mang về nhà không cung lòng từ bi thấm nhuần tất cả nên làm cho hết thảy quy tâm ngưỡng mộ sự cảm hóa thịnh như sự cảm hóa của Bồ Tát nên được sự ca tụng ngưỡng vọng của chư thiên tứ đẳng thế ngày đêm thêm sáng và tứ biển thì thuyền pháp bất tận thực hiện tam thứ tự tại đệ hoàng bì sau thứ thần thông tám mười môn và tổng đề môn ứng theo ý mà muốn biểu hiện từ bi lan tràn nhân thể và ấn đức ở cả lục đạo sớm viên mãn hành nguyện để chóng thành tựu chánh giác phẩm 21 lạy cho kế vị hôm nay tăng cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này hãy tăng lòng thành giao xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể phùng vì người kể về những kẻ cộng sự và thân khuyên mà quê nghe và kính lại các đấng đại từ bi phụ của cả thế kính lạy đức Phật giáng hiệu A Di Đà. Kính lạy đức Phật giáng hiệu Đức Phật nhắn hiệu phần tràng
Kính kính lạy Đức Phật danh hiệu Hùng Lượng Ngọc Đa Vàng. Kính lạy Đức Phật danh kính lạy Đức Phật danh hiệu Tuệ Giác Xứng Đẳng. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu Ánh Sáng Công Đức. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu Vầng Trăng Tròn Đầy. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu Đức Vua Giới Luật. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu Ánh Sáng Của Điện. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu Lặng Trong Các Phương. Kính lạy Đức Phật danh hiệu Kính lạy Đức Phật danh hiệu Phó Tạng Hoa Hiền.
Kính lạy Đức Phật danh hiệu núi Kim Cương. Kính lạy Đức Phật danh hiệu thân thể trang nghiêm. Kính lạy Đức Phật danh hiệu nghĩa lý trong sáng. Kính lạy Đức Phật danh hiệu vô biên thần. Kính lạy Đức Phật vì Bồ Tát danh hiệu Quang Thế Âm. Lại nữa đệ tử chúng con chỉ thành quy và kính lạy hết thảy Tam Bảo khắp cả mười phương cùng tầng không gian. Nguyện xin Tam Bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiệt làm cho người kể vì kẻ công sự và thân quyền thân tâm thì an lạc, mà mưu tính thì lợi ích thực hành chánh giác đại thừa để nhập về giác Phật đa, trang bị bằng bốn điều thể nguyện vì đại nên không bao giờ bỏ rơi mọi người. Từ đăng lúc đó thì hoạt dũng thường trực lục thông nghe tam minh thì thấu triệt trình độ và tâm lý hoàn bị hai thứ trang nghiêm là thượng và trì nên thần lực tự tài. Hành động theo đức tính từ bi của đấng Như Lai nên nhiếp hòa hết tại chúng sinh trong lục đạo.